Rồi, xin chào các bác nhá, chào tất cả mọi người. Đó, thì hôm nay em lục trong kho ra đó, thấy được hai cái bình tông. Hôm nào nhiều bác hỏi lắm mà em bảo hết rồi, nhưng mà hôm nay em dọn hàng cái thứ trong nhà ấy, thì thấy còn hai cái bình này, đó, hai cái Ango, đó, Ango Trần. Đó. Đó, thì bác nào có nhu cầu mua thì mua. Đó, thì cái này em bán một cặp một như thế, chẳng hạn như thế, đó là một cặp một nhá. Đây, này, em cho các bác coi bên trong. Hơi chắc nên em mở vào tay không được, bỏ điện thoại xuống. Đây, đó, thì hàng này nó hàng chưa xài, chưa sử dụng các bác nhé. Bây giờ đi kiếm cái này hơi khó lắm. Đó. Đây. Đó, đây là cái bình tông. Nếu bác nào hay đi rừng ấy, thì mua nó hợp lý hơn. Bình này nó có khắc tên nhé. Đó. Có nhiều bác sợ khắc tên thì nói bác cái hình bình cố thì khắc tên là đúng rồi. Đây, có khắc tên này. Đó. Bác cẩn thận chứ. Mua về tối thì có người về đòi bác ạ. Nói vui các bác thôi. Bác nào có can đảm thì mua về trưng bày. Mua về tối mà có người về đòi nó là mệt đấy. Tại vì nó là đồ cũ mà các bác, tại cái này đâu có mới đâu. Đó, thì nói vui các bác thôi. Đó, thì bác nào mua, có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em nhé. Thì có hai bộ đây, nó cũng chả khác gì nhau đâu. Có hai bộ, thì một bộ như này là một cái này và một cái này, giá là 400.000 nhá. Cái này cũng vậy, một cái này và một cái này 400. Rồi, xin chào các bác nhanh tay nhé, có một đôi đó, hai đôi đó là hết rồi. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.